Chiều ngày 24 tháng 8, đoàn công tác Ủy ban nhân dân huyện An Phú do ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2023-2024 tại một số điểm trường trên địa bàn. Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị, công tác cải tạo, xây mới phòng học tại trường Trung học Phổ thông An Phú, trường Trung học Phổ thông Quốc Thái, trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Long Bình và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường cơ bản đạt yêu cầu, đảm bảo việc tổ chức lễ khai giảng vui tươi, phấn khởi và ý nghĩa. Qua kiểm tra, ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của nhà trường trong công tác chuẩn bị năm học 2023-2024. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lê Thanh Phương cũng ghi nhận, chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn của trường về việc sửa chữa cơ sở vật chất, huy động học sinh ra lớp, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.